lên tới nhà. Xem xíu. Đừng có nhăn mặt, đừng nhăn mặt, cô khó lấy không? Thả lỏng mà đừng nhăn. Thả lỏng cô đừng dít từ từ. Chứ còn nhăn là nó đau hơn á. Còn nhăn cô khó lấy, xong rồi cô phải đè thêm á. Phải không? Còn cứ thả lỏng đi. Ừ, nó cứng ngắc à. Phát hiện rồi. Nhanh chút. Đừng có nhăn ở chỗ này, cô lấy mấy cục bự siêu bự chỗ này nè, cô nhăn hết rồi cô lấy cô được để bữa nó viêm này nha.
Nó đừng cục rồi. Còn cục nữa thôi. Nó lỏng rồi. Rồi như này. Trên tị. Thở quá rồi. Thở hít thở sâu vô tí. Mình phải nhăn quá. Chết rồi. Con mắt kìa. Đúng rồi. Lấy nước muối làm. Mấy sụp sâu quá. Ướt ướt tí. Ướt ướt tí. Lên mặt luôn. Lên vô thương em đau luôn. Cái cục này nó viêm con thấy không? Thế một tí. Nó không lấy là nó viêm hết nguyên đống giống dạng tiêu. Lỏng ra tí. Thôi nghỉ nha. Nghỉ nha. Hay sao? Nghỉ tí nha. Bỏ tay ra, bỏ tay ra.